đâu? Dạ mẹ nấu. Có con gì đâu? Gì đâu? Gì vậy? Dạ này. Chào anh Tâm, chào anh em nha. Chào cả nhà. Đây, hôm nay thì cuối tuần anh Tâm với chị Liễu có ra chơi cho cả nhà. Có mang một ít quà ra đây. Gì lúc đầu anh thôi cái gì em mớp. Dán. Hả? Có dán nước nữa quên. Nước đổ vô đó đi. Hả? Có dán nước nữa hả? Đúng không? Hả? Đâu có dán nước đâu. Ê có con dán nước. Cô ơi con dán hô hành nó nhả ra. Con dán nước quên hô hành bự nè ăn dán nước. Ôi nhiều dữ vậy. Được. Nhiều một đống luôn. Đưa sang kìa. Ghê. Thôi. Liền liền này hết rồi. Liền nhả ra đó. Dạ vàng bự ghê bự. Wow nhiều dữ anh Tâm. Mấy ký dữ vậy? Ồ giống hình đó bự đó quá. Có chừng sang cái bên kia đừng đưa nó nghe. Thôi không con này nha. Thôi chừng rồi. Nó chừng rồi. Bây giờ ba vợ đang nấu ấm nước trong kìa. Giờ anh Phước, ủa anh Phong với anh Tuấn ở nhà mằng rắn ha. Giờ, đây mình đi cưới nè. Sa năm anh em mình với anh Tâm đi kéo lưới kiếm một ít cá về mình chiên để mà ăn cơm nha. Đây, còn rắn này thì anh em mặn đi chút xíu nữa mình hầm với đu đủ với bắp non nha cả nhà. Giống bỏ nhìn đọc cây kìa. Giống rồi giống phải. Thôi đi kiếm được nhé mà. Mớp trên hải nha. Giờ anh em mình xuống cái mương này mình kéo kiếm một ít cá nha cả nhà. Có cá bắt cá mà có ếch thì bắt ếch nha. Em ở đây ngồi ngay chỗ này em chụm cái đầu bọng lên cho. Chà cái mương này có tép rồi nha. Nheo chưa kìa. Rồi xoài coi này rẻ lắm anh ơi. Xoài bự á. Xoài bự có 1 ngàn ký mà xoài cốc thì hình như 2 hay 3 ngàn gì á, xoài cốc mắc hơn. Mấy chăng cái mùa xài luôn mà quá trời rẻ luôn bán không được. Nhà vườn ta điêu đứng hết trơn rồi. Bây giờ thì ai có cốc thái bán là ngon ha. Cốc thái hình như là 9 hay 10 ngàn gì một ký á. 9 ngàn. Ủa nước cạn dữ vậy anh Hải? Trời anh kéo cái gì mà cái chị trên mặt nước kìa. Kéo gì cái chị trên mặt nước kìa vậy? Đây nước sáng chú. Rồi đây em lại em bụng cái bọng lại để nó chạy ra. Mương này lúc trước nhiều lắm mà cái sạc á. Thấy có nheo nheo này không chừng có tép nó đó hay cá làm kềm đây không biết nữa. Nó nói chứ mình kéo này mình kiếm ếch đó nghe chứ không phải kiếm cá không đâu nghe anh Phước. Mười xuống ếch á. Dạ. Bây giờ trước mắt là thấy là tôi thấy kiếm ếch cá sạc được rồi đó. Thấy cá sạc nó dính rồi thì ếch sạc. Con không? Có, có cá sạc. Đúng lắm thôi. Ừ. Bị đâm dưới hả? Cây đó, bên tim mình có cây đó hay gì? Hết rồi. Trời sao ông có ếch không đây? Có con gì ác, con gì ác. Cái lục kiếm. Kiếm hả? Ủa, cái mày dính bự. Trời ơi, cái mày dính bự. Ủa, cái mày dính bự. Tao lạc cái dính bự. Ủa, đã. Cái này thì lạc. Rồi, những cái dính ngon. Dính háo nhau. Ủa, tép nhau kìa. Có tép, có tép nữa nè. Dạ, dạ lấy cái thao lên dùm. Bắt hồng tao không? Bắt chứ. Đụm luôn. Dùm khu khu. Ủa, cái nhìn ngon kìa anh Tâm ơi. Rồi heo béo ha, cái này nhìn thấy là biết béo dữ rồi. Quá sao mập luôn. Lâu lạc vô đây đó. Em lâu kiếm thả lại đi. Ui mà cái sặc ít ha. Một bên kia ở, một bên kia. Một bên kia, một bì rồi. Bì nó chạy vô. Phước đứng đây để anh Hải ấp qua nữa. Là
như bên mương này bị ai giăng cá sặc hay gì đó. Dám lắm mà, dám bị giăng lưới ha. Ồ, làm tao dính nè. Nèo con sân à. Có hết không đây? Có gì giọt giọt kìa. Đông dữ lắm rồi. Có gì giọt giọt nhẽ á. Lắm cầm tông coi, đừng hết nha. Ồ, tông không à, cái dép không à. Đây, trong chung quay. Cái dân ngoài kìa, đây, đây nè, mát nè. Vô đây luôn nè, vô đây luôn. Kéo nó vô. Vô đây nè, mát. Ồ, này lưới nữa đủ ăn rồi anh em ơi. Hết tuyết càng đông bự. Ông này phải bỏ riêng mới được. Ông để ông trong nhiễm quá vậy nha. Để ở ngoài đây. Để ngoài. Để ngoài đi chứ. Cái này bị nhảy. Ồ, nồi lưới này không có đủ rồi. Ôi. Lớp tông lớp tép ngon. Ừ, thằng ơi trời, ngồi có anh Hải đứng đâu heo ngóng không mà trời, sợ dữ anh Hải. Đất quá vậy, thị mệt nhất. Thở đi cứ thở à. Mày cuốc ra ba đất chèn đất nước á. Trời ơi, đứt mấy giò vô luôn. Dạ. Ba đất chèn nó gào vừa chạy giò xước rồi hả? Dạ, đứt mày sao đi theo kéo quần rồi. Trời ơi, thơm thấy không? Cái hai cái có sen tiêu chân rồi. Sáng đưa cho anh ba đi kéo quần. Anh ba già cho lần chỉ nhẹ nhàng chút. Ờ, cảm ơn nha. Để anh sống lâu. Nó tổ trước nha. Kỳ tại. Cái đường mệt lắm như là một da ba đi chứ. Không ngờ chúng nghe miếng sen nó mệt lắm. Sen thường thường người ta kéo nhẹ nhẹ không nhẹ lắm, đứt mấy quá. Sen hắn lúc đầu vậy nè mà ông xới dập xuống luôn đó, giờ ông tin đi về không có phát, không có đốt, không có phát mẹ gì chứ. Bà đâu này đi kéo kéo xưa kéo đất sen là chết, không sống nổi thiệt. Đường nào sống nổi, thấy nó cao vời vợi mà xới dập xuống mà bắt hộng bữa nay cắm bông nhiều ta. Bữa nay ít hàng mà có thép còn sồng là ngon quá. Nâu 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 nãy giờ nó giùn chuột mấy cái đống này dữ lắm anh Phước. Mơ bơi, mơ bơi, mơ bơi, cái gì mơ bơi? Dạ. Con nậu nữ cái gì? Dạ. Dạ. Ê, ê, có con gì nữa, con gì nhúng nhít đây nè. Gì chạy. Con gì nó mới nhúng nhít đây nè. Nậu làm dữ lắm rồi kìa. Dạ. Có. Ê, ê, có đó nha, có bự lắm, mơ bơi, con nậu làm chạy vòng vòng. Chỗ cái gì á, chỗ cái gì nó mới làm sạc sạc trong á. Dạ, dạ. Dựng nhậu mà, dựng cái nấu. Nè nâu này nó giỡn dụ anh em mình. Trời ơi, trời con rắn. Rắn gì vậy? Tuốt đi. Trời ơi, rắn không ngựa anh Hải ơi. Trời ơi, rắn không ngựa ông ơi. Trời ơi, rắn không ngựa. Trời ơi, khủng khiếp, rắn không ngựa luôn cả nhà ơi. Ôi thôi, bữa nay làm như mình có lộc ăn rồi nghe. Ôi trời ơi, lại mày nâu ơi. Quả đây. Hay quá nâu ơi. Rồi bữa nay có lộc ăn rồi, rắn ăn rồi. Ồ nấu hay. Nấu vợ nó học được phèn cái gì rồi. Dạ nó mệt hơn hộ ơi. Mệt. Ồ nó bự dữ ha. Rắn bự nữa. Ôi. Ôi. Ồ trời dài, nó cao tới dài mớp luôn kìa. Dài đụng dài mớp luôn kìa. Ghê vậy. Thôi mớp cầm luôn đi quay. Này cầm đi. Thôi nó cầm đi. Anh cầm đi. Quá hên này. Thôi lên đi hái anh mớp cầm. À, anh Phước ơi. Thôi lỡ kéo lưới nè, kéo luôn. Dạ mệt không ơi. Hên ha. Sợ mệt luôn rồi. Có rắn hô hành rồi mà thêm con rắn hô ngựa này nữa thôi. Bữa nay xây giấc mộng ban đầu rồi anh Thái ơi. Xây giấc mộng ban đầu luôn rồi. Xỉn luôn cả nhà. Nâu hay ghê chạy. Hùi. Chạy đi quánh đường đó kìa. Kiếm nữa vậy con. Bữa nay xây giấc mộng ban đầu rồi anh Tâm ơi. Ui. Con ngựa không à. Đó giờ mới thấy nhân hổ ngựa mà bự gì ta. Cái này sao mà? Trên thước à. Nhân hổ ngựa mà hầm chua ngon lắm hả ta. À. Chút xíu nữa mình đem về bên trại đi mình làm chung với mấy rắn hổ hành luôn. Không được treo nó vậy lắm.
Chị đừng đứt dây thôi, anh cầm luôn đi. Lưới này nó không hết rồi nha. Đánh nhiều rồi. Lưới này nữa được rồi. Nãy nữa là dư ăn rồi đó. Trời ơi, lưới này em thấy cá lồng tông nhiều hơn nãy nữa. Trời ơi, nó dính ra nước trắng trơn kìa. Qua đây luôn đó mày Phước ơi. Đây nè. Coi dây ra ngoài đi cho nó dễ. Giữ lúng tay lưới này cá lồng tông ơi. Vô 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 xin bớt đi. Ừ dạ không cái đi. Dạ dạ vừa vừa nữa cho cái lưới mình lọt cho nè. Rồi lắm. Lên đi. Ồ ồ. Quá ngon luôn. Cá nhóc được. Ồ. Quá sá nhiều luôn cả nhà. Cái này một mẻ kho này dữ lắm đã rồi nha. Không có bự không đây. Thôi giờ anh Ba ơi. Hay hay là anh Hải đi với em. Làm gì? Nè mình đi cắt một mớ đó, bắp chàng với mình qua bển mình chặt cái quầy dừa về đây mình để mình hầm rắn à. Ừ bữa năm có rắn rồi đó. cái cây dừa của em có con quầy ăn được rồi. Ừ. Đây. Yeah, ha. Mớ bắp non nha, nữa mình để cho dạ. Ngon. Bắp chàng ha, bắp non. Ừ bắp chàng. Vậy để em với anh Hải đi ha, anh Ba anh Phước mớ làm cá ha. Làm cá rồi rồi. Thôi giờ hai anh em tranh thủ thời gian đi hái một ít bắp non với lại chặt cái quầy dừa về mình hầm rắn nha cả nhà. Dép anh ở đây đâu? Ở đây mà. Nào hai dép không đâu? Không. Hai dép đâu mày? Nào, có hai dép của anh Hải không còn? Thì ở đây mà. Đập dép không ba. Mỗi mà có này đang nấu ha hay gì còn? Mỗi lần đi là mất đôi dép à. Có đẹp ở con kia không? Để đầu cậu bên kia đừng có tào lao. Cậu bên kia. Đây nè. Qua cầu ở đây nè. Trời ơi lỗ rồi. Ở bên kia kìa. Quay kia kiếm một ơi. Mất liệu rồi dép. Mỗi lần đi là mất đâu dép rồi. Dép thường hay là dép gì? Dép Lào. Dép Lào hả? Chà căng rồi dép Lào kiếm đi. Kìa anh mớp giỡn. Dạ. Anh mớp giỡn anh để trên kia xài kìa. Trời chó không? Chó đâu chó anh mớp á. Vậy mà nó tưởng chó. Nâu quá không à. Nói mày nghe lâu nâu. Hai anh em mình ra cắt cái buồng dừa chiến đầu tiên à anh Phong. Vừa này hả? Ừ. Hết luôn hả vậy? Hết luôn, cắt nguyên quầy luôn. Ba trái này mình hầm cái nồi rắn được rồi ha. Dư sức độ không? Trái to lắm nha. Trời nặng dữ vậy. Bự mà. Cắt nữa không? Hả? Không, cái buồng quầy này còn nhỏ. Quầy này để khoảng chừng tháng nữa. Rồi. Vậy hai bắp hay gì? Giờ anh em mình mặn rắn cũng xong rồi, giờ rắn hồ hành với may mắn được con rắn ngựa mình nấu chung luôn ha anh Hải. Rồi lắm ngon luôn anh Sang ơi, mở trứng không luôn. Ôi mập. Con ngựa trứng không á. Có trứng luôn hả? Trứng cái nguyên cây luôn á. Ngựa trứng trứng con ngựa mình ăn ngon ta. Con ngựa trộn ăn chết luôn. Ăn chết luôn sao em giống ăn? Con ngựa này có thằng hiếm lắm nghe. Lâu gặp nó vậy lắm. Bữa nào hết anh Tâm đừng về đi, kéo lưới gặp hay gì hôm nay anh Tâm đem chắc nhắc cho mà nó có nó đụng hàng đụng hàng. Đụng hàng. Không bữa nay mình có lọc ăn rắn thêm con rắn con ngựa nữa tràn trề luôn á. Này là lọc tràn trề. Khai trương cái quầy dừa mới đốn cái quầy dừa đầu tiên được có 3 trái à. Hầm với rắn này luôn. Có hành có hành lắm rồi anh bóp. Hành không? Hành qua được cứ lắc không nổi. Chết luôn. Đây là anh ba vợ nha cả nhà ở Long Xuyên. Hôm nay chủ nhật thì cũng về chơi. Anh Ba Tuấn. Chuyên kinh doanh cà na nha cả nhà. Cà na diêm đường với cà na ngào. Để cả nhà mình có ai nhu cầu ăn cà na diêm đường với cà na ngào liên hệ qua trang đất miền Tây sẽ giới thiệu cho anh Tuấn ship tới nơi luôn nha. Xả nhiều thơm gì hả? Nó về nó đổ vô. Rắn mình để nguyên khúc luôn ha anh hai. Nguyên khúc rồi nó là chín hơi cắt ra cho nó ngon, còn phanh phanh cho nó. À cho nó cắt ra nhỏ cho nó lòi ra ngoài chơi. Nửa qua mình lẩu á, mình làm lẩu ra ăn để mình cái biết lẩu à. Sao nó còn vừa làm vừa ăn ngoài lẩu luôn đi. Hả? Trái nữa anh Phong, nữa đi. Chặt hết luôn á. Chặt hai trái đi, trường trái để chút xíu cho chị Liễu. Ơi, dạ vô lẩu đi. Nước nhiều lắm nên thử coi đủ không, không đủ thì mình hãy chặt thêm. Dừa này giữ lắm nước, nhiều giống này giống giữ lắm nước. Cái này là gáo trái to mà gáo. Trái to mà gáo bự luôn á. Ăn ngắn vô. Móc bỏ từ từ sống không? Chút vô đi. Chút vô. Ừ, chịu lại. Cha cái nồi này dư sức luôn á, đầy luôn rồi. Ổi nữa.
Rồi. Cái trứng bự trứng bự trứng 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 Giờ chưa có ăn trứng rắn hồ ngựa nha. Ăn trứng rắn hồ ngựa này chắc có nhảy dữ rồi nha. Không, em sợ rắn chứ em ăn rắn được. Ăn ít chứ không nhiều nha cả nhà. Một giờ phanh rồi. Cầm dốc rồi nè. Hôm nay anh Tâm ra rắn hoành quá. Ăn dốc rồi còn cho anh em chứ có mực nữa. Mực nãy làm gì anh Tâm? Chiên nước mắm hả? Ồ. Rồi. Chung lửa đó. Đó. Đầu bếp chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp rồi. Rồi, cháy tài luôn chuyên nghiệp, thấy gì? Quéo đâu chứ. Quéo tài nhờ. Nước hả? Chưa cho xăng chút lên thôi. Giờ mình đổ hai trái trước đi rồi nếu mà có thiếu nước thì mình thêm nữa. Làm cái lẩu này nó rất là ngọt nha. Cái bắp chàng kìa, chàng với đây. Đu đủ qua sao qua. Rồi thì bắp chàng trước, đu đủ mua dịch. Đu đủ chút xíu nữa mình sắc ra miếng nhỏ vừa ăn nha cả nhà. Đây là bắp chàng em với anh Phong đi hái về đây. Bắp chàng cho thấp luôn. Ôi ơi ơi ơi. Mớp ốp cá kho luôn hả? Cá kho. Đó là một tập. Với có thảy sảy sảy cái nữa hả? Để coi coi. Sảy cái nữa đi. Cá lòng tông với tép. Anh em đi kiếm một ít cá sặc để chiên mà không có cá sặc. Bên này có cá lòng tâm dưới tép à. Cá sặc mấy con anh em có thả tiếng luôn. Lấy ngoài kéo hai lưới này kìa. Ba lưới, kéo được ba lưới. Ba lưới. Kéo cùng ba lưới. Sóc nữa. Cá mình dính chiên. Rồi. Thôi nghe không có sóc nữa nghe, em thấy gì đâu nó muốn bay ra ngoài đó nha. Ồ. Tiêu luôn. Hết sức mở luôn. Cái này lòi mở vậy kìa. Cho nước dừa vô. Ba trái dừa đi. Trái, em sợ ba trái nó đầy nồi luôn á. Dễ gì. Cái vừa ăn không anh Tập? Ờ, non chừng bơ cháo. Bơ cháo hả? Trời ơi, nước. Lúc nước thì ghê hả? Trái nữa đi. Nữa hả? Rồi, chỉ cho thêm trái nữa. Em đi hồi nữa mình cha bắt lẩu lên cha có ăn bún ăn luôn. Chặt thêm trái đó luôn đi anh Phong ơi. Này chắc khó rồi, khó để đường luôn rồi. Nắp không mất. Khỏi nắp. Ủa giặt này đè xuống anh ba. Đè xuống này mở nó bung bung lên trời. Tôi ngắt nó vừa áp đụng nồi nắp luôn. Đậy nồi luôn. À đù. Trời ơi, đù đù vừa. Anh chưa có nêm được một con chứ mà anh em mình thấy. Quên hả? Nước dừa đâu. Chưa có nêm. Để muối vô được rồi, dừa ngọt hẳn rồi. Dừa ngọt ha, để được ít chút thôi. Ủa giặt này mở nó bung bung ra cho anh Tâm. Trứng rắn thì tùm lum vậy nè. Hộp ngon. Đó, mình múc rắn ra cho bác quá ta. Thôi, để múc gì. Có hồi nữa mình cắt, mình múc ra chảo mình cắt. Hay là mình cắt lên lên. Cho miếng nước này cho sắp sắp nồi luôn đi. Bông. Thêm miếng nước đi. Ồ, xòi đó, miếng nước đó yếu nha. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi đó cho sắp sắp nồi. Rồi, bỏ. Bỏ bắp vô nữa. Bắp trước đúng rồi. Bắp vô ba. Ừ, sao bỏ bắp đây. Nhét luôn hả? À, thôi mình gắp mà hai ba khúc vô ngoài bớt cái chảo đi nhìn thấy. Mình để bắp vô mới được. Sao mềm. Hồi nãy mình để vô sao mình múc vô bớt cho mình để mấy khúc kia vô nữa chứ sao giờ đậy nồi thôi. Để gắp mấy con này đi. Ừ, mấy con nhỏ nhỏ. Mấy con dưới à Dũng. À, mấy con dưới anh. Móc móc ở dưới. Ừ, mấy con dưới. Ăn đủ rồi vậy. Cứ dán là đừng mắc dịch lên thuốc thôi. Hello. Hello. Ôi, mèo dài. Ôi, quá thế. Nồi để nhóc luôn. Đây tầm tiếp đó. Quá đã luôn ha. Ồ, mở nó lồi ra kìa. Ừ. Mấy khúc đó là mình đem ra mình cắt rồi đó. Rồi đó. Ừ, trộn miếng cho mềm. Rồi đây. Mình để bắp trước. Làm cái bắp trước đủ đủ hồi rồi để sao cũng được. Cắt ra chưa.
ở cái đó cắt ra luôn đi, cắt ra đi nó mà nó vô lỗ vô lỗ vô lỗ kéo nó cắt dễ. Rồi anh Phước bắt vịt nữa rồi kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đừng bắt vịt. Phước ơi. Quay cái bờ vàng lên trên đó anh Phong. Nhẹ bụi anh Phong. Này gắn chín thì vớt ra, cắt hình xanh. Ừ, sẵn cái bếp ga kìa anh Phước. Bắt lên kho cái nồi đây cá. Ừ. Nãy giờ quên nữa. Cái bếp đợi. Đợi cái bếp. Không mà cái nồi đó chín rồi anh ơi. Chín rồi. Chín rồi. Để lên cho bếp cổ thì kho ngon. Ngon dữ lắm ông ơi, dữ lắm hả? Ngọt dữ lắm hả? Thử thanh coi. Ê, gớt. Ui, nóng. Rồi vô sang rồi kéo nhắc cấp này nè, nhắc xuống coi. Rồi gắt luôn. Ê, để hai hành cái hai anh ơi. Ờ, cho dài dài anh thấy thì dễ gắp anh thấy. Dạ, để mớ hành nó vô ha. Làm nữa. Cho sâu lên cái thì hãy nhắc xuống. Dạ, dạ. Cho sâu lên, ụt mạnh cái đi. Cái chiều đó ngồi dừa không? Không trả chiều vậy. Ngồi bó vòng cung thì được mà. Em hành thuốc. Dừa đâu sát bên dưới sát. Hả? Sát bên quá. Ớt kia đâu anh bán. Wow. Ớt hay vô. Nè. Giờ cái bếp ra vô. Kéo sắt ớt để này không. Tiêu nó lên anh Phước có tiêu nó kề hành đó đó. Để cho nó sắt nó kẹo luôn á. Kẹo. Mình để ớt chân trước đi. Tụm được ngàn cả nhà ơi. Tôi được ngàn. Hên quá cả nhà ơi. Trả lại gì? Lượm được ngàn. Mới làm được ngàn mình có trời luôn. Đâu đó cho tiền lụm à. Ngàn hồi mua 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 cục đá theo uống coi. Dạ. Ngàn không được cục đá chứ. Ở nghĩa là hồi Phước ăn hồi đúng không? Phước tính ngon rồi nó ăn hay gì đó. Rồi kéo ra kéo ra kéo ra kéo. Hành nó kìa anh không cắt hành vô. Đưa hành lên bơi. Hành đó. Kéo kìa. Mở lên đi cho ăn sôi. Em ngon lắm rồi. Kéo lần ba. Mới để xuống bập cái đầu nữa rồi. Để đưa kéo cho anh Phước sát hành cái chanh này cho. Không. Mở lên nó. Đặt lên anh ba. Con 1 con 2 nè. Chim 2 á. Lấy cái giá ghẹ, giá mình nó trời cay dữ. Vô đỏ vô anh Phước. Mười 12 trái ớt hay vậy? Kìa kìa tiêu đâm thẳng bên cối đó anh Phước. Nhớ đời quá. Nhớ đời. Ra luôn đúng rồi. Cho vô với dầu đi, nãy chưa dầu. Chị ra chị ơi. Sữa hả? Chính là cho sữa đó chính rồi đó. Để em leo lên coi coi. Cái này chín luôn rồi, sao điện không được. Mấy chai chín rồi. Bóng bóng là nó đó. Rồi, chút xíu nó nhắc xuống rồi được anh Phước ơi. Này kho sạch sạch thấy khô khô nữa. Cái này chưa gấp. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ớt thơm mình chết. Thơm lắm, nó cay đó, trắng này nó cay dữ lắm đó nha. Trời ơi, cay gì kiếm. Ngon cả nhà ơi. Quá sao ngon này cả nhà ơi. Nó mồi nữa rồi. Bộ rắn mình khỏi thả vô nữa hả? Để vô gọi đó. Này nè, mình để vô nồi nữa không? Vậy ha, cái này nó mềm sẵn rồi ha, bây giờ mình múc vô lẩu mình ha, để vô ha. Ừ. Chị cái này mình để đây đi. Rồi, xong. Có chứ, cái dưới mình. Rồi, sau cùng thì anh em cũng đã hoàn tất xong món lẩu rắn cả nhà. Bây giờ nhậu bia làm đi ơi. Mời cả nhà mình dùng bữa tiệc với anh em nha. Hôm nay có gia đình anh Tâm Liễu ra thăm anh em nhớ. Rồi cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời anh chị luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà uống với anh em vài lon nha. Chị uống trà đá hả? Bia mà rót vô ly. Vô ly. Vô. Uống xét không được. Chỉ uống ly mới được. Bây giờ cúc này mới ngon này. Ly quá. Cái nhà cứ gắn cái nhà ơi. Nó đụng với này căng này nên hả? Bớt bớt ra đi đủ đủ nó một cái lắm rồi.
Đủ đủ một hả? Đủ chín luôn á, đủ một đâu. Sao nãy? Cái gì? Gì nó được không chịu không được rồi kìa. Gì chết rồi lần sau. Quá nóng, quá nóng. Đó là chắc ăn hút mà chứ lộn mèo ba tua nữa quá. Cái nhà mấy cái nhà ơi, mở. Lộn dữ vậy đó. Béo, béo hả nãy? Chán an tâm. Được ai có. Để từ từ. Cái khúc nào mở nhiều đó đó. Cứng luôn rồi. Anh ta. Mình đi đi. Chín rồi. Anh ta. Lì có trứng trong đây nè. Lì để nó không hành. Anh ta. Có hả? Có chưa? Ừ. Để đó đi hồi anh. Nhưng mà nó cũng cứng. Vô làm đi anh. Mình trước đi. Mời cả nhà mình cũng cả nhà miếng rắn cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình khúc rắn rắn hung ngựa nha. Rắn này lâu lắm rồi không không có gặp mà sao hôm nay hên gặp được con nè. Chị Liễu không có đi theo chứ chị Liễu đi theo chị Liễu cười ngất luôn á. Hồi nãy ở trong nhà nghe la quá. Quá trời la luôn à. Nâu nó làm sột sột mấy cái gì. Sao mềm chưa anh Tâm? Trời ơi. Lắm rồi hả? Trứng nó giòn ông nội ơi. Gì hả? Trứng giòn đã. Sao ăn nó nói cho thoải mái cái đầu như vậy. Chút xíu. Mới tóc đẹp trai các bạn giấu lại. Cái này hả cái Vinh đây đó hả? Trứng mình hết. Không rồi nước mưa hấp dạ vô á. Ba cái mới vô. Sang qua sang lại nhường cho em hút thôi vậy ăn đi. Anh ba lớn tuổi rồi ăn đi anh. Có rồi con. Anh ba. Nhặt cái trứng vô cho nó chín kìa. Dạ nó chín sẵn rồi. Nãy nấu trên nồi lâu. Vô vô. 1 2 3 vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mày khai gắn máy đi. Mời chú Nam Minh một ly bia nha, chứ dùng với con lẩu rắn chú Nam Minh ơi. Cảm ơn chú mấy cái bắp chèn của chú nha, để cho nồi lẩu quá xá là ngon luôn. Bắp chèn của chú Nam Minh. Hồi nãy bẻ có xin trước chưa? Có, con xin trước rồi. Ông ba cũng ra mà cũng nhảy cũng ra nè. Làm gì? Ừ. Ly vậy uống. Tâm ly đi, em ly. Ở làm gì? Nè. Hành lá, hành lá. Để vô. Bỏ vô ly bia uống hả? Được không? Tâm đổ vô đó. Ngộ hả? Khó lâu. À, để vô lạnh cho nó ăn ăn cho giòn á phải không? Hú hồn hôm bữa nay tưởng đâu uống bia mới. Chế miếng nước không? Để vô cho giòn ha. Em đổ thêm hành công hành mình để vô ly để nước đá vô cho nó giòn công hành. Ăn vô cho nó giòn không không? Ăn vô cho nó hành ha, ăn cho nó giòn. Uống luôn hả? Ờ, ăn hành. Để vô luôn hả? Nghe vô. Nghe vô. Vô anh Tuấn ơi. Anh Tuấn là anh vô. Vợ của Sang nha, anh thứ ba. Mời cả nhà. À, một tuần chỉ có ngày chủ nhật. 2, 3, vô. Chủ nhật đi làm một tuần chỉ ngày chủ nhật mới được nghỉ về quê chơi. Mời anh Ngọc nha, anh Ba Khắc Chung nha. Uống đi chị. Có chừng mực sao khét. Quên. Mời cả nhà chơi. Đâu có mực đâu. Để em trở về. Em đang nướng hai con mực chà bá lửa đây mà em quên. Ủa, ngoài rắn ổ hành anh Tâm đem ra còn đem cho anh em mấy ký mực nữa cả nhà. Anh Phó nồi này phải không? Em thưởng thức hai con thôi. Còn một ít còn lại thì chia cho anh em về cho mấy bà xã đồ ăn cho biết. Mực rất là tươi. Vô ngoài ăn cơm luôn à, vô vậy. Xé chung một dĩa đi mất. Để chung một dĩa. Nè xé cho nó nè quay. Đây. Xé để chung một dĩa đi tại vì cũng hạn chế dĩa hết rồi. Mời cả nhà dĩa xoài nha. Xoài ba màu. Liễu gọt à, chị Liễu mới gọt rồi sớm đây. Có 1.000 ký rồi cả nhà ơi. Rồi. Thì buổi này có 1.000 ký à. Mới nãy nghe 3.000 giờ còn 1.000 hả? Còn 1.000 mới có 2 màu hả? Cái tên gọi. Cây á. Cây hả? Một màu nè. Mà lật lật như màu trắng nữa ba màu. Ba màu hả? Chín quá sáng ngon luôn mà thời điểm này có 1.000 ký rồi đó nha. Quá xá rẻ luôn. Cái đây. Cú nhà nông ha. Có dạ, năm kìa. Anh còn với người ta. Chưa bao chung á, nướng không mực ngon quá rồi. Giùm cho anh kìa. Đâm quát chung mình á. Dạ. Nói bao chung á, không mực nướng ngon quá. Anh Ba Khắc Chung ơi. Anh Tâm mời anh miếng mực rồi nha. Quá xá ngon luôn. Mực rất là tươi, mới đem ra. Đem nhiều lắm, mấy ký lặng mà anh em nướng thưởng thức hai con thôi. Còn lại chia cho anh em đem về cho mấy bà xã nhà thưởng thức cho biết với người ta. Vô. Gắn máy đi xem. 1, 2, 3 vô cái nữa đi. Vô. 1, 2, 3, vô. Anh Tâm nghe. Vô. Mời cả nhà. Em yếu em vô sao em xịn trễ. Nói gì chứ nãy giờ cũng bụng kêu còn cào lắm rồi đó nha. Gắn máy đi.
cho sen luôn đi. Vô. Đây. Vô. Vô. Đây mời cả nhà một cái nha. Vô. Mời cả nhà. Mời ba vô. Bốc luôn á. Mời mời anh Tâm. Mời mời. Mời. Mời chị Liễu. Con Linh ăn đó. Chị Liễu nói gì kìa ha. Dạ. Liễu nói không ăn rắn. Sao chị? Không ăn rắn. Em ăn được một hai miếng. Con ăn con không. Rắn thì tao bắt bằng thắng thì ăn được chứ. Mình bắt không 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 dám bắt. Có dám bắt đâu ạ. Con rắn này mà rắn hoành thì mà anh Tâm anh thả ra sang sang rắn kỳ sang là thôi, mặc kệ nó đi. Chạy đâu chạy hả? Thôi, mời cả nhà mình một lon bia nha. Tôi cho sang miếng mực cơ gái. Mời cả nhà gái. Mát. Mời cả nhà mình một miếng mực nha. Dữ lắm ngọt. Nghe hoài hoài mà nó ngọt ngọt ra hoài á. Đó. Ngọt ở thơm vậy. Trong thịt nó ngọt ra ha. Ừ. Nghe cái gì nó ngọt. Bớt không bớt. Còn mình nút ẩu quá nó không ngon nha. Coi vậy càng luôn mới ngon. Nhưng nó ẩu quá không ngon. Chén nhà bông ẩu nha. Nghe mới lâu. Nhuyễn á. Nhuyễn nó thơm. Chút chút à cái đầu mình muối muối. Gì hả? Có nhà ẩu nữa. Ngon quá. Nhà ẩu nữa. Gì? Vậy. Anh nói nhà anh bắt dế làm được. Nuốt vô đây ca ca xin miếng nữa coi. Nó làm được. Giờ như bắt dế vậy. Càng nghe càng ngon. Chút. À vô mày nữa ơi. 1 2 3 vô. Anh em vô một cái này nữa thì cũng xin kết thúc clip đây nha. Xin chúc cả nhà mình một ngày mới an lành, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Xin cảm ơn anh Tâm, chị Liễu, chủ nhật nên rỗi ra thăm anh em nhóm nha. Một lần nữa cảm ơn anh chị nha. Đừng sao cho nó nghe anh chị chở với đứa nhỏ nghe. Ba cái nhà. Ba nhiều nha. Ba cái nhà. Im.